Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhá. Hôm nay thì buổi sáng nay nhà mình vẫn đang thực hiện cái thời gian cách ly toàn xã hội ở địa phương mình các bạn. Nên hôm nay nhà mình không đi chợ được. Mình tìm ở trong tủ ra thì còn một miếng thịt được gần cân, thịt ba chỉ mà mình đã mua cách đây hơn một tuần đấy các bạn. Thì hôm nay mình quyết định là sẽ làm một món mà rất lâu rồi, bây giờ mình làm lại đấy. Đó là món thịt khìa. Bây giờ các bạn sẽ cùng vào bếp với mình nha. Hôm nay thì mình sẽ nấu ăn cho gia đình mình. Đây, thịt đây các bạn. Mình sẽ ướp hết cái sữa thịt nha. Này hơn cân các bạn. Mình bỏ thịt ra, mình ướp. Mình khìa cả luôn. Đây mình đã chuẩn bị hành tỏi này. Cho vào để ướp. Ướp hành tỏi này. Phần này thì mình sẽ cho khoảng hai thìa cà phê đường ấy. Đấy mình gọi thìa cà phê ước lượng thôi. Đây mình chuẩn bị một thìa muối bột canh nhé. Một xí hạt nêm. Thịt khìa là phải có thêm sa tế các bạn này. Nhưng mà nhà mình có hai đồng chí nhỏ tuổi nên là mình không dám bỏ cái này. Bỏ cái này được thì nó rất là ngon, nhưng mà nhà mình thì hai đồng chí nhỏ nên mình không bỏ cái này nhé. Mình sẽ bỏ tương. Mình sẽ bỏ hai thìa tương. Cái này là tương đậu nành nha các bạn. Thêm tí nữa. Rồi. Ướp cái hành tỏi nữa nhé. Đảo đều lên cho thấm gia vị. Không đi chợ để mua thịt heo tươi được. Hôm nay toàn là thịt để lâu rồi, một tuần, hơn một tuần rồi các bạn. Thịt nhìn nó cũng không ngon lắm. Cái này, cái món này ngày xưa khi mà mình còn sống ở trong đất công tử Bạc Liêu các bạn, nhà mình cũng rất hay làm. Và từ khi mà chuyển về thì hơn 10 năm rồi, bây giờ làm lại các bạn. Cái này là mình chỉ chia sẻ những cách mà chế biến món ăn của gia đình mình thôi nhá. Còn đây không, mình không có công thức nào cả. Mình chỉ ước lượng để mình làm thôi, nhưng không có công thức nào cả. Mình chỉ nấu ăn làm sao để cho vừa với kiểu của gia đình mình ấy. Là không có công thức.
Với lại mình cũng làm để mình chia sẻ cuộc sống với gia đình thôi, chứ không phải là mình làm để dạy nấu ăn cho mọi người. Mọi người thông cảm xem mà nếu mà cái công thức nó không đúng theo cái cách nấu của mọi người ấy, thì thông cảm cho mình nha. Thế hôm nay thì thịt khìa thì sẽ phải có, sẽ ăn cùng với dưa chuột, dưa leo thôi, và rau xà lách. Rồi, mình đã ướp xong, đợi khoảng 20 phút, sau đó mình sẽ đi khìa nhé. Rồi bắt đầu mình sẽ nổi lửa để khìa món này nhé. Rồi, chúng ta chặt dừa để khìa với thịt heo các bạn. Dừa này sẽ khìa với thịt heo. Nước dừa. Em nè, em ăn nước dừa không? Nước dừa để bố khìa thịt em ăn nhá. Rồi, đi đây khìa. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Rồi, ta đi khìa thịt nha các bạn. Khìa này cũng khó nhưng mà cũng dễ thôi. Khìa khó nhưng mà lại dễ. Mình nói thế thôi chứ bây giờ mình quên hết rồi, bây giờ làm cứ làm mò mò về làm đâu nhớ đến đấy thôi. Cái này ngày xưa học nỏ đấy. Đợi chảo nóng lên xong là bắt đầu mình bỏ một miếng dầu, mình bỏ hành vào, mình phi lên, sau đó mình bỏ thịt vào. Ít dầu đi nha, không bỏ quá nhiều đâu các bạn. Đây, đợi cho dầu sôi, bỏ hành rồi. Đợi cho hành nó thơm một tí chúng ta bỏ thịt vào thôi. Rồi bây giờ mình để cho thịt, mình đảo cho thịt nó săn này, xong là bắt đầu mình đổ nước dừa vào nha các bạn. Đổ nước dừa vào để thịt. Bây giờ mình đợi cho thịt nó săn này đã. Đảo cho nó săn này, săn như này.
Thả lại cho nó mới thịt xong. Thịt ba chỉ nó ngon nhất. Đấy, chúng ta đợi cho thịt nó săn lại. Khi mà miếng thịt nó săn rồi thì bắt đầu là mình sẽ để nước dừa vô, mình đổ nước dừa vào để mình thịt. Thịt nó bắt đầu nó có màu vàng. Rồi. Mình bỏ nước dừa vào. Coi lại. À. Mình đảo thêm tí nữa các bạn. Cho thịt nó xong thêm tí nữa đã. Thịt này ăn với dưa chua rất là ngon. Hôm nay mình không đi chợ nên không có dưa chua. Chứ thịt này mà ăn với dưa chua, dưa cải, mùi chua rất là ngon. Đấy, vàng lên nào. Đấy, thấy các bạn thấy thịt xanh săn lại chưa? Săn lại rồi nha. Để nước dừa. Rồi thịt đã săn rồi các bạn. Thịt đã săn rồi, bây giờ mình sẽ bỏ nước dừa vào nha. Mình đổ nước dừa vào để thiệt. Rồi, mình đổ vậy thôi. Sấm sấp vậy thôi.
Rồi thịt đã săn rồi các bạn. Thịt đã săn rồi, bây giờ mình sẽ bỏ nước dừa vào nhá. Mình đổ nước dừa vào để thiền. Rồi mình đổ vào thôi. Sấp sấp vào thôi. Rồi ta xắt thịt để ăn cơm nhé các bạn. Thịt kia. Cái này chắc phải ăn mấy bữa chứ, một bữa sao hết được. Thịt xẻo này. Rồi chúng ta bắt đầu thử nha. Ăn thử xong rồi ăn cơm với cả gia đình nha các bạn. Mình thử món thịt khiền. Khiền với nước dừa nha. Dưa cái bé sáng ấy mời các bạn bên món thịt khiền. Cắn thêm miếng ớt nữa. Các bạn coi kênh của mình, nhớ cho mình một lượt like, share, đăng ký kênh. Các bạn nhớ bấm chuông thông báo để nhận những video mới nhất mà kênh của mình.